Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra một sự cố sạt lở nghiêm trọng và đã uy hiếp an toàn nhiều nhà dân và các khách sạn. Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp người dân và du khách cùng đồ đạc đến nơi an toàn. Và đến hôm nay thì công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục. Toàn bộ khu vực trong phạm vi nguy hiểm đã được phong tỏa ngay sau khi sự cố xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong những tháng qua mưa liên tục, đất nền no nước gây nên sạt lở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục giám định nguyên nhân để xác định chính xác. Hiện thì hệ thống thoát nước tại khu vực này đang được khẩn trương xử lý. 7 hộ dân, trong đó có 4 khách sạn đã được chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ đến nơi ở mới an toàn. Nhưng mà rất lo lắng vì toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa. Chúng tôi đã tạm thời là di dời ra khỏi nhà và đi đến những nhà người thân xin ở nhờ qua đêm. Và chúng tôi hiện nay là tiếp tục là chưa biết là ở đâu. Và cái thời điểm này thì khu vực này vẫn đang là phong tỏa để mà khắc phục. Khu vực sạt lở thì cái chiều dài theo đường Mimosa nó khoảng cỡ 130m dài. Thì trong thời gian tới thì phường cũng sẽ tiếp tục liên hệ với các hộ dân để nếu cần thiết thì phường sẽ kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn.